Nè Lam Cam, bây giờ trong hai con khủng long này em thích con nào? Chọn một con đi, xong rồi anh với em sẽ chiến đấu. Em chọn con này. Con này á, con này là khủng long bạo chúa đấy. Nhưng mà được rồi, thế thì anh sẽ chọn con này. Bây giờ hai người chiến đấu xem. Bây giờ nhá, anh với Cam sẽ cùng cưỡi lên hai con khủng long này, xong rồi chiến đấu. Nếu như ai mà bị đánh bay ra khỏi cái vòng tròn xanh này, người đấy sẽ là người thua cuộc. Ok không? Ok đúng rồi. Giờ ăn đen rồi, giờ ăn đen rồi. Đã có bạn nào đói chưa? À, bạn này đói rồi à? Ôi giời ơi, chờ một lúc nha. Để tớ lấy rau, mấy cả lấy cám cho các bạn ăn nhá. 1, 2, 3, 4. Ơ, sao lại chỉ có 4 con lợn nhỉ? Nhà mình có 5 con lợn mà. Một con lợn ở đâu rồi? Ở bên chuồng này có không nhỉ? Hả? Cũng không có. Lợn ơi, lợn ơi, cậu ở đâu rồi? Ui dồi ôi, con lợn đây rồi. Bảo sao vừa lúc nãy vào trong chuồng đếm, nhà có 5 con, mẹ thiếu mất 1 con. Này, làm gì ở đây thế? Kobe, đi về nhá. Chứ ở ngoài vườn như thế này là không được đâu. Tối á, là chuột nó cắn đấy. Không chịu vào chuồng à? Thế thích ở ngoài này ăn rau á? Thôi rồi, thế ở đây ăn rau một lúc nhá. Rồi lát nữa, chị ra chị đưa vào chuồng, biết chưa? Cái mông này. Nào chiến đấu thôi. Lên khủng long nào. Ôi, em phải ngồi lên khủng long của em chứ. Ôi ôi. Em chơi bẩn đi. Anh đã bảo là em phải cưỡi lên con khủng long cơ mà. Con khủng long anh cưỡi lên, thế nên là anh nó nặng, nó mới không đẩy được khủng long của em. Bây giờ chơi lại đi. Đừng chơi nữa. Cam ơi, Nhím ơi, nguy rồi, nguy rồi. Con lợn nhà tớ không biết nó biến thành cái con gì. Trông nó kỳ lạ lắm. Cái gì cơ? Cậu vừa bảo cái gì? Con lợn nhà cậu bị làm sao? Con lợn nó làm sao? Đây này, hai cậu ra đây mà nhìn. Đây là con lợn nhà tớ đấy. Đây á? Nhưng bây giờ nó biến thành cái con gì thế này? Con này làm gì có phải con lợn đâu. Con lợn nhà tớ đấy, nhưng không biết bây giờ nó biến thành cái con gì. Con này là con siêu nhân nhện mà anh em. Siêu nhân nhện á? Sao lợn nhà tớ lại bị biến thành siêu nhân nhện? Đâu là tớ, để tớ xem cái nào. Hai cái tai, đúng là tai lợn thật. Cái mõm này cũng là mõm của con lợn thật. Nhưng mà như kiểu là nó mặc cái bộ quần áo của siêu nhân người nhện đấy cậu ạ. Này lợn ơi, sao cậu lại biến thành hình dạng này? Ui giời ơi, cậu nói chuyện với con lợn thì làm sao mà hiểu được. Cậu phải hỏi tớ đây này. Tớ đang cho con lợn này của tớ ăn rau ngoài vườn. Thế là lúc sau tớ đi ra, đi vào thì thấy con lợn này nó bị biến thành như thế đấy. Mà tớ thì cũng đang không hiểu tại sao con lợn nó bị như thế. Thế thì bây giờ mình phải ra vườn nhà cậu thôi. Tớ đoán là con lợn này nó ăn phải một cái gì đó, xong nó bị biến thành hình dạng như này. Có thể là nó bị ngộ độc đấy. Đây này, vừa lúc nãy con lợn nhà tớ nó đứng đây, nó ăn cỏ cậu ạ. Thế xong rồi, lúc tớ ra nó lại biến thành cái con đấy. Kỳ lạ nhỉ. Đây là rau khoai này. Đây là cây bưởi này. Đây là rau dấp cá này. Toàn là cây cỏ quen thuộc ấy mà. Đúng rồi, bình thường nó cũng toàn ăn cái cây đấy mà. Sao tự nhiên hôm nay nó lại trở thành cái con đấy nhỉ? Chắc không phải là do nó ăn cái gì đấy đâu. Hình như tớ nghe thấy có cái gì bên trong này này cậu ơi. Cái gì vậy? Có cái gì bên trong này à? Wow! Đây là cái gì? Nhìn này, trông cái người cũng giống như con lợn của tớ. Cái này là cái gì mà trông nó cũng có màu đỏ, màu xanh, lại có cả các cái mạng nhện này, xong lại còn có cả con nhện giống như con lợn của tớ nữa. À, tớ nhớ ra rồi, đây là cái cây xương rồng của tớ mà. Sao bây giờ nó lại bị biến thành như thế này nhỉ? À, có phải cái cây xương rồng mà hồi xưa màu xanh xanh đúng không? Đúng rồi. Màu xanh lá cây mà. Thế sao bây giờ nó lại biến như thế này nhỉ? Thế thì chứng tỏ nó cũng bị cái gì đấy nó làm cho biến đổi hình dạng như thế này rồi. Thế thì chúng mình phải đi tìm hiểu thôi Nhím ơi. Ui, Trang
ơi, lại đây mà xem này. Nhìn kìa, ở trên trời kìa. Ở trên trời, có cái gì? Một cái đĩa bay cậu ơi. Nhưng mà nhìn kìa, nó đang thả cái gì ấy cậu ơi? Hình như là nó thả cái con gì ấy. Xa quá, tớ không nhìn thấy. Để tớ ra, tớ đuổi nó đi nhá. Ui, ui, ui. Cái đĩa bay này, đi thả cái gì xuống đây thế này? Thả cái gì đây? Thả cái gì đây? Ui, cậu ơi. Ui, kìa, kìa, chị ơi, cẩn thận, cẩn thận đấy. Ui, nó định làm gì đây? Nó định làm gì? Ơ, nó vừa thả cái gì lên người công kia kìa. Ui, cậu ơi, con gì? Nó đang bò trên lưng tớ đây này. Đâu, để tớ xem. Ui, một con nhện các cậu ơi. Nó thả một con nhện từ trên đĩa bay xuống à. Ui cậu ơi, nó đang bò trên lưng tớ. Buồn quá. Đừng, ui nhện đâu, nó cắn tớ thì sao cậu ơi, làm thế nào. Cậu ơi, Trang ơi, cậu giúp tớ lấy ra đi. Nhưng mà tớ sợ nhện lắm Yếm ơi. Tớ không phải nó ra là người cậu đâu. Cậu tự rũ ra đi. Ui, như nó đang bò lên cổ tớ rồi. Ui, 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 ui. Ai rồi? Ui, nó cắn vào cổ tớ rồi cậu ơi. Ui, đau quá cậu ơi. Nhưng mà hình như nó bắt đầu ngứa ngứa cậu ạ. À. Ui, cậu ơi, tớ bị làm sao thế này? Wow, cậu ơi, cậu bị con nhện cắn vào và bây giờ cậu cũng biến thành con nhện rồi. Ôi, tớ bây giờ là con nhện á? Là con nhện, là người nhện, Spiderman. Bây giờ tớ là người nhện nha. Đúng nhưng rồi. Mà... Ui nhưng mà xấu lắm. Cái mắt này, cái mắt của con nhện này. Xong lại còn cả cái đầu trong lốc nữa. Ui tớ không thích hình dạng này đâu cậu ơi. Tớ muốn biến về như tớ lúc đấy cơ. Thế là chúng mình đã biết được nguyên nhân rồi. Là đều do cái đĩa bay gây ra. Cái đĩa bay đấy là muốn xâm chiếm trái đất này bằng cách thả nhện xuống đây để biến mọi thứ thành nhện cậu ơi. Cả một thế giới toàn là nhện thôi. Ồ, bảo sao? Bây giờ mình phải tìm cách ngăn chặn nó lại thôi Trang ơi. Nhưng mà bây giờ muốn tiêu diệt được cái đĩa bay ấy thì phải làm như thế nào? Phải có một nguồn sức mạnh nào đó ghê gớm thì mới có thể tiêu diệt được cái đĩa bay đấy. À, đúng rồi, người nhện có thể phun được to, có thể nhào lộn được mà. Tớ thấy trên TV người nhện mạnh lắm. Cậu thử xem, cậu có làm được như thế không? Đúng rồi, tớ là người nhện mà. Nếu mà người nhện như trên phim lại bắn được tơ nhện cơ à? Để tớ ra, tớ thử xem nhé. Để tớ thử xem nào, xem có ra được tơ nhện không nào. Ra được này cậu ơi. Wow. Tơ nhện được luôn. Cậu bắn được rồi kìa. Để tớ thử bay lên xem nào. Ui, Yếm ơi, cậu làm được rồi kìa. Bay nhảy được lên trời như thế. Thôi, xuống đây đi, xuống đây đi. Wow, tớ bay được lên trời. Sao lại xuống được đây luôn? Thế này, tớ có sức mạnh của người nhện rồi. Bây giờ, tớ sẽ ra, tớ chiến đấu với cái đĩa bay kia. À, đây rồi, cái đĩa bay này lại ở đây rồi. To quá, được rồi, ta sẽ dùng. Cuối cùng tớ đã tiêu diệt được cái đĩa bay đấy rồi cậu ơi. Wow, Trang ơi, nhìn này, nhìn này. Wow, cậu trở lại thành người bình thường rồi. Hóa ra là tiêu diệt được cái đĩa bay ý, tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ui, thế thì cái con lợn của tớ và cây xương rồng của tớ phải về nhà tớ xem đây. Đúng rồi đấy, chính cái đĩa bay đấy như kiểu nó là chủ của lũ nhện ấy. Khi mà nó đã bị tiêu diệt thì tất cả mọi thứ nó tác động lên sẽ đều bị tan biến hết. Tớ lại trở về được bình thường rồi. Thế có khi cậu về xem lại lợn của cậu đi.